Một gia đình thiếu vắng đi bóng dáng của người phụ nữ thì sẽ như thế nào? Liệu rằng nó sẽ vẫn tốt, vẫn ổn định hay sẽ trở nên hỗn loạn, trống vắng? Có những người chồng, người cha luôn luôn xem nhẹ vai trò của người vợ trong gia đình mình, để rồi khi mất đi thì mới biết hối hận. Sau đây, xin mời quý vị và các bạn lắng nghe câu chuyện về một gia đình nọ. Thái về đến nhà thì thấy cửa nhà im ắng, bếp núc lạnh tanh, chén bát trong chậu cũng chưa rửa. Anh ném chiếc cặp lên bàn rồi đi vào phòng thì thấy Dương, vợ anh, đang ôm quýt trên tay, còn bé Na thì nằm ngủ bên cạnh. Thái gọi: "Em, sao giờ này rồi mà vẫn còn ngủ? Không dậy nấu cơm đi, anh đói lắm rồi." Dương mệt mỏi mở mắt nhìn sang hai đứa nhỏ đang chìm trong giấc ngủ mà trả lời chồng mình: "Hôm nay cả hai đứa đều quấy anh ạ, nhất là Quýt. Toàn bắt em bế trên tay, vừa đặt xuống là khóc. May là Na không đòi bế đấy, chứ không thì em không biết phải làm sao luôn." "Thôi, đi nấu cơm đi." "Vâng, anh bế con hộ em." "Em cứ đặt xuống giường đi, anh làm cả ngày mệt lắm. Em phải để anh nghỉ ngơi chứ Dương." Nói rồi, Thái nằm vật ra giường chơi game. Âm thanh trong điện thoại làm Quýt giật mình khóc ré lên. Dương lại tiếp tục dỗ con: "Ơi, mẹ đây, Quýt ngoan nào, mẹ thương nhé." Quýt khóc làm Na cũng dậy theo, bỏ lại mẹ. Dương nhìn Thái rồi nói: "Anh ngồi dậy pha hai chai sữa cho con bú giùm em với, con đói hết rồi. À, mai anh mua sữa luôn nhé, chắc một đêm nữa là hết rồi đấy, mua cả tã luôn." "Em pha đi, anh đang vào game rồi, không thoát ra được đâu. Cả hai đứa bám em thế này thì sao mà em đi được, nhanh đi anh." Thái bực dọc quát lên: "Chỉ có việc ở nhà chăm con thôi, cũng làm không xong nữa, thì cô còn làm được cái quái gì à? Cơm nước không nấu, chén bát không rửa, giờ đến việc pha sữa cũng bắt tôi làm. Vậy cô làm vợ, làm mẹ cái gì nữa?" Nghe Thái nói mà nước mắt Dương rơi xuống ướt má, tay run lên vì giận dữ. Thái đã khác rồi, anh không còn là người thanh niên mà tuổi trẻ năm đó cô say đắm nữa. Anh đã quên những hẹn ước với cô rồi, anh thay đổi thật rồi. "Hôm nay con ốm, con quấy khóc, em phải bế con trên tay suốt cả ngày, không được nghỉ ngơi một phút giây nào. Đến đi vệ sinh em cũng không dám đi lâu, vì sợ con đòi mẹ." "Thế cô nghĩ tôi đi làm sung sướng lắm hả? Tôi áp lực thế nào cô hiểu không? Cái gì cũng tiền, cái gì cũng đổ lên đầu thằng này. Cơm cô ăn, áo cô mặc, có phải đều từ tiền thằng này làm ra không? Mà cô còn càm ràm, cô có giỏi cô đi làm đi, đi đi." Dương nói trong hai hàng lệ chảy dài: "Con còn bé thế này thì ai trông mà anh bảo em đi làm? Anh nghĩ em muốn ở nhà lắm à? Mẹ nói để mẹ lên trông giúp cho thì cô không chịu, bảo gửi bớt một đứa về quê cô cũng không chịu. Rốt cuộc là cô muốn cái gì đây? Cô nói mẹ ra luôn đi để tôi con biết đường." "Anh cũng thừa hiểu là em với mẹ không hợp tính nhau rồi còn gì. Mẹ lớn tuổi rồi, cách chăm cháu của mẹ không hợp khoa học. Anh bảo em làm sao mà yên tâm giao con cho mẹ được. Mà con em thì em nuôi, em không giao cho ai cả." "Cô nói chuyện buồn cười nhỉ. Cô làm như có một mình cô biết chăm con vậy. Cô giỏi quá, nên hai đứa con cô mới đi viện suốt đấy. Cô giỏi quá cơ. Giỏi thế thì tự mà chăm, chứ đừng có nhờ tôi." Dương hỏi: "Con tôi, vậy nó không phải là con anh à? Tự mình tôi đẻ được à?" "Chắc thế. Không phải tại cô hậu đậu à? Đã bảo là phải phòng ngừa 2 năm 3 năm nữa rồi hãy sinh. Thế mà cũng vẫn tỏi ra hai con vịt rời. Suốt ngày khóc lóc điên cả đầu, tôi chán cái cảnh này lắm rồi." Thái nói xong liền đứng dậy, lấy xe chạy ù đi ra quán nhậu với bạn, không quan tâm vợ con mình như thế nào, cũng không quan tâm rằng từ sáng tới giờ Dương chẳng bỏ bụng chút gì cả. Cô tủi thân ôm hai con bật khóc như mưa. Chợt Dương nhớ ra hai đứa đang khát sữa nên lại vội nín khóc mà chạy đi pha hai bình sữa. Nhìn số sữa ít ỏi còn lại trong hộp mà nước mắt cô không kìm được. Không có tiền đúng là nhục mà. Dương nhớ lại mấy năm trước cô đang làm nhân viên kinh doanh với mức lương ổn định,
Sau đó cô gặp và phải lòng Thái. Thái dẻo miệng lắm. Những hôm trời mưa đều chuẩn bị sẵn cho cô áo mưa. Khi trời nắng nóng thì mua nước mát đem tận phòng cho cô uống. Thế rồi hai người yêu nhau. Nhưng khi Thái về nhà Dương để ra mắt thì bố cô không đồng ý. Ông nói ông nhìn Thái có tướng không chung thủy nên không cho cô quen tiếp. Nhưng khi đó Dương cương quyết với tình yêu của mình. Cô lén lút đi chơi với Thái, lén lút yêu anh, mặc cho bố cô cấm cản quyết liệt. Giờ cô mới thấm thía câu nói: cá không ăn muối cá ươn, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư. Bây giờ cô có hối hận thì cũng đã muộn rồi. Ngày cô trốn theo Thái, cô cứ nghĩ rồi bố cô sẽ suy nghĩ lại, sẽ đồng ý cuộc hôn nhân của hai người. Thế mà ông chưa kịp hết giận thì mưa bão đã ghé ngang hôn nhân của cô mất rồi. Cô có thai đôi, bị nghén nặng, buộc phải nghỉ làm. Toàn bộ chi phí đều do Thái gánh vác. Quyết và Na đau ốm triền miên, cứ 1-2 tuần là lại phải ôm con lên viện. Thêm nữa là Dương không đủ sữa nên phải cho hai đứa ăn thêm sữa ngoài. Những cuộc cãi vã bắt đầu xảy ra và ngày một nhiều hơn. Nhưng có lẽ ác mộng lớn nhất mà cô trải qua là những ngày cô ở cữ, có mẹ chồng ở quê lên chăm. Cô sinh mổ nên vết thương rất đau, mà Quyết với Na đều rất quấy. Cô một tay ôm Na, Na vừa ngủ lại tiếp tục bế Quyết. Mẹ chồng cô chẳng phụ giúp được gì mà còn luôn miệng nói, kể rằng ngày xưa bà sinh 2 ngày đã làm hết việc nhà, rồi còn phải đi ra đồng gặt lúa. Cô bây giờ còn sướng chán. Ấy vậy mà khi Thái đi làm về, bà lại lao vào làm không ngừng, vừa bế cháu vừa làm việc nhà, miệng cười nói mẹ mẹ con, khác hoàn toàn thái độ lúc chồng cô chưa về. Chồng cô không hiểu, nói cô lười biếng để mẹ phải làm hết mọi việc. Dù cô có nói thế nào anh cũng không tin, không ai tin mẹ mình lại là một người như vậy cả. Dương nghĩ, thôi thì cô cố gắng chịu đựng nó 1 tháng rồi bà sẽ về quê. Nhưng không, trong bữa cơm bà nói thấy Dương cực quá nên sẽ ở thêm 1 tháng nữa. Ác mộng mới chính thức bắt đầu từ đây. Còn cô mới hơn 1 tháng mà cô đi chợ về thì đã thấy mẹ chồng đang bón bột cho 2 đứa ăn. May mà cô về kịp, nếu không, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa. Cô giải thích, nhưng mẹ chồng cô cứ phản bác bằng được. Bà nói cô là trứng mà đòi khôn hơn vịt. Ngày xưa chồng cô bà cũng cho ăn như thế, mà vẫn phồng phao như bây giờ đấy thôi. Bà mắng cô vẽ chuyện, còn mách Thái là cô mắng chửi bà, đuổi bà về quê. Tất nhiên chồng cô đứng về phía mẹ mình mà cãi nhau với cô, một trận long trời lở đất. Lần ấy cô cũng khóc nhiều lắm, nhưng trong cơn đau buồn thì cô còn có một người chị chồng tuyệt vời, luôn bênh vực cô mỗi khi vợ chồng cô cãi nhau, luôn an ủi cô như chị em gái ruột. Thì thoảng chị lại lén dúi cho cô vài trăm ngàn, bảo cô thèm gì thì mua ăn. Nhiều lúc cô muốn ôm con về với bố, nhưng rồi cô lại không đủ can đảm. Ngày đó cô cương quyết chạy theo tiếng gọi con tim, chạy theo cái mà cô gọi là tình yêu duy nhất. Cô đã bỏ mặc người bố già lầm lỗi một mình. Bây giờ cô còn mặt mũi nào để về gặp bố nữa? Trở về thực tại, Dương lấy gối bao xung quanh Quyết và Na, rồi chạy ủ đi cắm cơm, mắt liên tục nhìn về 2 đứa. Nước mắt cô rơi xuống thật nhiều. Trời đã thật khuya, Thái mới về nhà trong tình trạng say khướt. Vào đến giường ngủ, liền nôn một trận rồi lăn ra ngủ, không biết trời trăng mây gió gì. Còn Dương thì vừa lau dọn bãi nôn, vừa lọ mọ pha sữa cho 2 đứa uống. 2 đứa nhỏ chốc chốc lại đòi bế, không đêm nào cô được một giấc ngủ trọn vẹn. Hôm sau là chủ nhật, Thái được nghỉ. Dương định bụng nhờ anh trông con để mình dọn dẹp nhà. Nhưng đến khoảng hơn 8 giờ thì Thái dậy, lại còn thay quần áo. Dương hỏi, hôm nay anh cũng đi làm à? Anh không, anh đi câu cá với tụi thằng Dũng, bọn nó rủ đi câu rồi làm vài lon luôn. Hay là để dịp khác đi anh, hôm nay anh trông con cho em dọn nhà, rồi đi chợ mua thức ăn để sẵn trong tủ lạnh. Bọn nhỏ cứ quấy, em cũng không nấu cơm được. Anh đã hứa với tụi nó cả rồi, em cứ để con nằm ở đó rồi làm việc thôi. Cái nhà bé tí,
bọn nó có đi đâu được đâu mà lo. Quýt và Na được 3 tháng rồi, đều biết bò cả rồi. Sơ sẩy một chút rất nguy hiểm. Anh gọi báo bận đi. Anh em nhiều dịp gặp nhau mà, không gặp hôm nay thì gặp hôm khác chứ. Anh đi rồi thì em làm sao vừa trông con vừa làm việc nhà được đấy. Dương nói nhỏ nhẹ như vậy, Thái trong lòng muốn đi cũng trở nên do dự. Nhìn sang thấy Quýt Na đang nheo nhéo nên Thái quyết định ở nhà. Anh lấy máy ra gọi cho Dũng. Dũng nói trong điện thoại: "Mày đến đâu rồi? Nhanh đi, chỉ còn đợi mỗi mày nữa thôi đấy. Tao có việc rồi, không đến được, bọn mày đi trước đi." "Ơ, cái thằng này, hôm qua thống nhất cả rồi mà giờ lại bảo không đi là sao? À, hay con vợ mày cằn nhằn gì đúng không? Ôi giời ơi, mày lại đi sợ nó à?" Thái ngần ngại nói: "Không phải sợ, nhưng hai đứa nhỏ quấy quá, phải phụ trông cho nó đi chợ nấu ăn, lần khác tao lại đi với bọn mày sau." Dũng khích Thái: "Con cái cơm nước là việc của đàn bà, có bao nhiêu đó mà làm không xong nữa thì vứt. Vợ tao mà láo là tao tát vỡ mồm ngay. Chứ ở đây mà chăm với chẳng nom, bỏ hết đi, ra đây với bọn tao đi, có mấy con hàng ngon lắm, không đi là hối hận cả đời đấy." "Nhưng mà..." "Nhưng nhị cái đéo gì nữa, nhanh nhá, mày mà không đi thì là thằng hèn đấy Thái." "Được rồi, đợi tao sang ngay." "Ok, phải thế mới ra dáng đàn ông chứ, cứng rắn lên, nhà là phải có nóc." Tắt máy, Thái nói với Dương: "Em đi chợ nhanh đi, thì anh đi với sếp có việc." "Việc gì hả anh?" "Việc của anh thì làm sao mà em biết được. Thôi, đi nhanh cái chân lên, không anh lại bị mắng." Dương thở dài nói: "Anh lại đi với bạn đúng không? Chẳng lẽ vợ con không quan trọng bằng bạn bè hả anh? Họ có ở với anh cả đời đâu, anh không thể dành một ngày cho vợ con được hả Thái?" "Anh đã bảo là anh đi với sếp." "Em đừng có dạy đời anh, đàn bà thì ăn phận thủ thường, lo cho con cái đi, bớt nói lại." "Tại sao em lại không được quyền nói? Em là vợ anh, là mẹ của con anh đấy." Thái cắt ngang lời Dương: "Cô là vợ chứ không phải là mẹ tôi. Mà đến mẹ còn không quản tôi nữa kìa. Cô lấy tư cách gì mà xét nét tôi kia chứ?" "Ừ, tôi đi với bạn tôi đấy. Thì làm sao? Tôi nai lưng ra đi làm nuôi cô. Cô nên biết điều một chút đi." Thái đi đến lấy chìa khóa xe định phóng đi, nhưng đã bị Dương giữ tay lại và nói lớn: "Anh ở nhà trông con." Thái trợn mắt: "Bỏ ra." Dương kiên định: "Nếu hôm nay anh vẫn cương quyết đi chơi thì chúng ta ly hôn đi, em không chịu nổi nữa rồi." Dứt lời, Dương buông tay Thái ra để anh tự do lựa chọn. Nhưng Thái vốn không hình dung ra sự quan trọng của Dương, cũng không tha thiết với hai đứa con gái, nên nhếch mép phóng xe đi. Thái cơ bản nghĩ Dương chỉ nhất thời nói vậy, chứ bây giờ cô phụ thuộc vào anh như vậy, nếu ly hôn thì cô lấy gì mà sống. Nhưng Thái đã lầm. Khoảnh khắc Thái rồ ga khỏi căn nhà là trái tim của Dương cũng đã lên tiếng. Cô quyết định giải thoát cho mình và cho Thái. Dương bế cả hai đứa con ra quán cơm đầu đường, mua một phần cơm cho mình. Về nhà, cô ngồi ăn ngon lành. Sau khi ăn uống no nê thì Dương xếp quần áo vào vali cẩn thận, rồi bế hai con đi. Trong hôm đó, cô biết cô phải một lần mạnh dạn, nếu không sẽ khổ cả một đời. Về phần Thái, đi câu cá chỉ là cái cớ của những kẻ chán cơm thèm phở. Cả bọn kéo nhau đi hát hò, rồi chia nhau đi vui vẻ bên cạnh những cô gái có thân hình gợi cảm. Lúc này, Thái như lạc vào thiên đàng, quên mất bản thân mình là người đã có gia đình, quên mất những thể hẹn trăm năm cùng với ai đó. Sau cơn hoan lạc, Thái về nhà, nhưng thấy cửa không khóa. Thái chửi đồng lên, nhưng không có ai trả lời. Căn nhà im lặng đến bất thường. Thái nhướng mắt nhìn điện thoại thì thấy đã 3 giờ sáng. Giờ này thì Dương còn đi đâu? Chẳng lẽ cô ấy bỏ nhà đi thật sao? Nhưng suy nghĩ đó cũng nhanh chóng được Thái gạt ngang. Dương làm gì còn người thân nào để mà nương tựa? Mẹ cô mất sớm, hai bố con lầm lũi bên nhau, mà anh chắc chắn rằng cô sẽ không về đó. Mày đặt giận dỗi bỏ đi, để tôi xem cô đi được bao lâu. Cái sai của phụ nữ là quá tin tưởng vào người đàn ông của mình, còn cái sai của đàn ông là xem thường người phụ nữ bên cạnh. Cả Thái và Dương đều mắc phải sai lầm đó, nên hôn nhân của họ mới đi vào ngõ cụt như ngày hôm nay. Sáng hôm sau, Thái thức dậy vẫn đi làm như bình thường. Anh cũng chẳng lo lắng xem đêm qua ba mẹ con Dương đã ở đâu. Thái còn nghĩ
Hôm nay cô ấy về, nhất định anh còn phải mắng cho một trận và bắt cô ấy xin lỗi đàng hoàng mới cho vào nhà. Thế mà mọi chuyện không như Thái nghĩ. Khi Thái ta làm về, căn nhà vẫn tối đen như mực, không gian chìm trong yên lặng tĩnh mịch đến mức lạnh lẽo. Dương và hai con vẫn chưa về. Thái giận lắm, tức lắm, lấy điện thoại gọi cho cô nhưng không liên lạc được. Bao nhiêu cuộc cũng đều là tiếng của tổng đài vang lên. Thuê bao quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau. Thái chửi đồng, có giỏi thì đi luôn đi, đừng có về nữa, đồ đàn bà khốn nạn. Hôm đó, Thái mua hộp cơm ăn tạm, nhưng cơm tiệm làm sao ngon như cơm Dương nấu. Thái rất kén ăn, nên chưa ăn được một nửa, đã vứt hộp cơm sang một bên. Anh bực bội mở bao thuốc ra, đốt lấy đốt để, trong lòng tràn đầy bực tức. Một ngày, hai ngày đã trôi qua, nhưng bóng dáng mẹ con Dương vẫn bặt vô âm tín. Mấy ngày đầu, ai gọi Thái đều có mặt, cuộc vui nào cũng đến đúng giờ. Thái thoải mái lắm, muốn làm gì thì làm, chẳng cần lo nghĩ điều gì. Cuộc sống của Thái mấy ngày đó cứ như thể trong mơ vậy. Nhưng rồi đến cuối tuần, nhà cửa dơ không ai dọn, chén bát mấy ngày qua Thái cũng chả thèm rửa, đến quần áo anh cũng chất đầy trong chậu chẳng buồn giặt giũ, cơm tiệm anh cũng đã ngán đến tận cổ luôn rồi. Thế rồi Thái bắt đầu nghĩ đến Dương, nghĩ đến mâm cơm cô nấu đúng khẩu vị của anh, nghĩ đến những bộ quần áo cô ủi phẳng phiu, anh chỉ việc mang vào, đến cả đôi giày anh mang cũng được cô đánh cho bóng láng hết lên. Cứ buồn là Thái lại tìm đến men rượu giải sầu. Rượu say, có gái đẹp bên cạnh chỉ làm Thái vui nhất thời. Khi một mình trong căn phòng, Thái thấy trống rỗng lắm, dù cảm giác thiếu vắng, nhưng lòng tự trọng của Thái lúc này đã che lấp đi tất cả. Thái cố chấp không đi tìm Dương, cố chấp với cả bản thân mình. Vừa hay lại đến ngày Thái được lãnh lương, có tiền, không có vợ con bên cạnh, Thái tiếp tục lao vào ăn chơi cùng đám bạn bè của mình. Chỉ mới một tuần mà Thái đã sắp đứt cả tháng lương. Cơm ngoài thì nuốt không nổi, quần áo thuê người giặt đến lúc lấy về thì thiếu cái nọ, thiếu cái kia. Nhưng vì cái tính cả nể mà anh không nói ra. Lúc này, Thái nhận ra người vợ mình suốt ngày chê bai thật sự rất cần thiết. Nhưng bây giờ cô ở đâu? Thái gọi cho chị Thanh. Chị Thanh hỏi, gì đấy? Mấy hôm nay vợ em có gọi cho chị không? Không, sao thế? À không có gì. Hai đứa cãi nhau rồi có đúng không? Để tí nữa tao sang. Thái thở dài. Ây, mẹ con nó bỏ đi đâu hai tuần nay không thấy về. Chị có biết nó đi đâu không? Chị Thanh mắng, mày lại ỷ mình làm được mấy đồng bạc mà mắng chửi nó có phải không? Không, em có mắng chửi gì đâu. Nó tự dỗi, tự bỏ đi ấy chứ. Chị Thanh quát trong điện thoại. Tao còn lạ gì mày hả Thái? Em nó ở nhà chăm con cực bỏ mẹ ra, mày không biết thương còn lên giọng mắng mỏ nó. Giờ nó không chịu được thì nó đi, mày cứ sống một mình cho mày biết cảnh. Ờ, chị là chị em hay chị nó? Mà chị bênh nó kinh thế. Nó cũng không vừa đâu. Tiêu Hoàng bỏ mẹ ra, đưa bao nhiêu cũng không đủ, cứ gặp mặt là đòi tiền, như em nợ nhà nó ấy. Thế tao hỏi mày nhé, bình thường mày làm được bao nhiêu tiền? Hơn 10 triệu. Nói chung từ 12 đến 15 triệu, ít khi vượt qua 15 lắm. Rồi mày đưa nó bao nhiêu? Thái trả lời chị Thanh. Tuy, nhưng thường là 5 đến 6 triệu để nó đi chợ với đóng tiền điện nước. Còn tã sữa mà hết thì em sẽ mua. Chị Thanh bật cười ha hả trong điện thoại. Thái hỏi, chị cười cái gì, vui lắm à? Tao cười mày đấy, 5-6 triệu của mày lại lớn quá cơ. Mày có biết thực phẩm bây giờ đều đắt đỏ, cầm 100 ngàn chẳng mua được cái gì không? Chưa kể gia vị mắm muối, dầu gội sữa tắm gạo ga các kiểu. Mày tưởng bọn tao cầm tiền sung sướng lắm à? Phải suy nghĩ đong đếm các kiểu, coi làm sao để đủ chi tiêu tháng đó. Nhưng em đi làm cũng mệt lắm chứ. Chị nghĩ ngồi không mà được tiền à? Tao đâu có nói mày không cực, nhưng vợ mày á, nó cực nhọc gấp mấy lần mày. Chăm con nhỏ mệt lắm, chả sung sướng gì đâu Thái ạ. À, tao là mẹ rồi mà, tao hiểu rõ lắm. Nó ngoan thì may ra còn thở được, chứ quấy như na với quýt có mà mệt bỏ sư ra. Giờ giữ đi làm và giữ con thì tao vẫn chọn đi làm thôi. Chị cứ nói quá lên, ngày xưa các cụ chả sinh cả chục đứa mà vẫn nuôi được đấy thôi. Ngày xưa khác, bây giờ khác.
có giống nhau đâu mà mày so sánh. Mà mày đã có suy nghĩ như vậy rồi thì sống một mình đi cho rảnh nợ. Tao tắt máy đây. Ơ, mà chị đang làm gì đấy? Sang dọn nhà cho em đi. Sẵn đi chợ nấu cơm cho em ăn luôn. Ăn ngoài chả ra cái gì cả. Chị Thanh từ chối. Tao đang bận lắm, chả rảnh đâu. Mày thuê giúp việc theo giờ đến dọn đi. Vậy nhé. Chị Thanh tắt máy. Thái thở dài thườn thượt. Tiền đâu nữa mà thuê với mướn. Còn cơm tiệm nhìn thôi là đã sợ rồi. Thái nhìn đống hoang tàn 2 tuần qua rồi tặc lưỡi. Xắn tay áo lên dọn dẹp. Chỉ là dọn nhà thôi mà, có gì ghê gớm đâu chứ. Nhưng sự thật thì vô cùng tàn nhẫn. Căn nhà nhỏ nhưng Thái dọn mãi không xong. Hết cái này đến cái kia. Cả chậu quần áo to đùng kia nữa. Bên trong đấy toàn là áo sơ mi trắng Thái mặc đi làm. Do để lâu nên thâm lại, còn bốc mùi hôi thối, khó ngửi nữa. Thái vò đến sát cả tay mà vẫn không sạch. Thái vô thức nói, Dương ơi, sao cái này giặt mãi không sạch thế? Nói xong không có ai trả lời. Thái cười nhạt một cái. Dương đi rồi, có ở đây đâu mà gọi chứ. Mũi Thái bỗng cay cay, hình như tim cũng nhói lên một chút. Thái rửa tay, ra ngoài cửa đốt một điếu thuốc lên kéo một hơi thật dài. Đôi mắt nhìn xa xăm, những làn khói trắng bao lấy Thái rồi cũng nhanh chóng tan biến. Giống như cuộc vui kia cũng chán tàn. Sau tất cả, chỉ còn một mình Thái mà thôi. Chiều hôm đó, Thái lấy xe chạy sang nhà chị Thanh ăn cơm. Lúc Thái sang là hơn 4 giờ. Trung, anh rể Thái cũng vừa đi làm về. Anh Trung là chồng chị Thanh, là giám đốc của một công ty may mặc. Thấy anh về, Thái định rủ anh rể đánh vài ván cờ. Trong lúc đợi chị Thanh làm cơm thì anh Trung từ chối. Cậu ngồi chơi với các cháu đi, anh vào xem giúp chị cậu nấu ăn. Thái ngạc nhiên hỏi, một mình chị ấy nấu không được hay sao mà anh phải phụ? Anh Trung cười hiền lành trả lời, tất nhiên là nấu được, nhưng có anh cô ấy sẽ vui hơn. Thôi cậu ngồi chơi đi, anh chị nấu nhanh lắm. Thái ngạc nhiên lắm, vì anh Trung đường đường là một giám đốc, là một tháng mấy chục triệu mà đi làm về còn phải vào bếp, sao lại vất vả thế nhỉ? Để giải đáp những câu hỏi trong lòng, Thái đi vào gần bếp nhìn xem họ làm gì. Thái thấy anh Trung đang làm cá, chị Thanh ngồi gọt rau củ, hai người trò chuyện vui vẻ. Anh hỏi chị, hôm nay vợ ở nhà có gì vui không? Thái thầm nghĩ, ở nhà thì có gì vui, suốt ngày quanh quẩn bếp núc, có đi đâu đâu mà biết vui. Thế mà chị Thanh lại cười trả lời anh Trung rằng, hôm nay em đi chợ thì gặp lại bạn cũ, bọn em đi uống nước rồi đi ăn, kể lại chuyện ngày xưa đi học vui lắm anh ạ. À, mà cậu ấy bây giờ làm bên công ty dệt hoa mai đó anh. À, cậu Đức có phải không em? Hôm trước anh gặp cậu ấy sang công ty anh hợp tác, nhưng bận quá nên chỉ nói chào hỏi mấy câu rồi lại thôi. Vâng, là Đức anh ạ. À, nghe cậu ấy nói vừa mua nhà gần chợ, vợ cậu ấy xinh ghê, nói chuyện cũng dễ thương nữa. Cô ấy bằng tuổi em mà nhìn trẻ hơn em nhiều. Anh nhìn đôi mắt em nè, đã có nếp nhăn rồi đó. Thái nhíu mày, Đức chẳng phải là người yêu cũ của chị Thanh hay sao? Sao chị ấy dám nói chuyện như vậy với anh Trung nhỉ? Mà anh Trung không ghen hay sao? Anh biết cô ấy mà, làm sao mà trẻ hơn em được. Anh thấy em xinh hơn nhiều, lại còn nấu ăn ngon, khéo léo nữa chứ. Chẳng ai qua nổi vợ anh đâu. Chị Thanh cười tít cả mắt. Thôi đi, em tự biết nhan sắc mình như nào mà, anh đừng làm em ảo tưởng. Ơ, anh nói thật mà, trong lòng anh, vợ anh luôn là đẹp nhất. Đôi mắt chị Thanh ngời sáng hạnh phúc. Chị còn ném cọng rau vào người anh. Trông hai người cứ như là cặp tình nhân vừa mới yêu nhau vậy, dù cả hai đã lấy nhau hơn chục năm rồi. Từ khi lấy nhau, Thái chưa từng ngọt ngào với Dương như thế một lần nào cả. Đến giờ cơm, anh Trung phụ chị sắp cơm ra mâm, rồi đem chai rượu ra, rủ Thái làm vài ly cho ấm bụng. Nửa tháng nay, Thái mới được ăn cơm gia đình. Thái ăn liền 2 bát lớn. Ăn xong, chị Thanh với bọn nhỏ lên phòng học bài. Dưới nhà chỉ còn có 2 người đàn ông với nhau. Anh Trung mới hỏi, vợ chồng cậu sao rồi? Thái uống cạn ly rượu rồi trả lời, nó ôm con bỏ đi rồi, em cũng chả biết là đi đâu. Sao cậu không đi tìm mợ ấy, một thân bồng mấy 2 con rồi ăn ngủ ở đâu? Thái cũng muốn đi tìm Dương về nhưng vẫn cứng miệng. Mặc kệ nó, đi được thì về được, em không quan tâm anh ạ. À, anh Trung cười cười, vậy từ lúc mợ ấy đi,
cậu thấy cuộc sống độc thân như thế nào? Em thấy bình thường. Có thật là bình thường không? Sao anh thấy cậu không bình thường chút nào cả? Trong lòng cậu như nào thì cậu là người hiểu rõ nhất. Nhưng anh cũng có vài lời góp ý với cậu như thế này. Phụ nữ họ vốn thiệt thòi hơn chúng ta rất là nhiều. Họ hy sinh sức khỏe để sinh con cho chúng ta, bỏ cả sự nghiệp để lui về làm hậu phương cho chúng ta phát triển. Vì vậy nên chúng ta phải yêu thương, trân trọng vợ mình cậu ạ. Nhiều người hỏi anh tại sao làm giám đốc mà việc lớn nhỏ gì cũng hỏi ý chị cậu. Anh chỉ cười trả lời họ rằng vợ là người kề vai sát cánh với mình, là người cùng mình đồng cam cộng khổ, thì mình phải tôn trọng cô ấy, nhẫn nhịn cô ấy thì cũng chẳng có gì sai cả. Sợ vợ không nhục, để vợ mình khóc vì mình mới đáng suy nghĩ cậu ạ. Cậu là một người thông minh, chắc cậu cũng đã hiểu khúc mắc của mình ở đâu rồi phải không? Thái cúi mặt thở dài, anh Trung lại nói: muốn hôn nhân hạnh phúc thì phải đứng ở vị trí của nhau mà suy nghĩ, phải hạ cái tôi của mình xuống, phải biết đâu là bạn, đâu là bè. Những cái cuộc vui đó chỉ làm cậu vui sướng trong chốc lát. Một khi cậu xa cơ thất thế hay là bệnh hoạn thì bên cạnh cũng chẳng có ai ngoài vợ con cậu đâu ạ. Cậu suy nghĩ kỹ những gì anh nói đi. Anh sống hơn nửa đời người rồi, cũng nghiệm ra nhiều điều. Cuộc sống này gia đình vẫn là quan trọng nhất. Anh Trung còn nói thêm nhiều điều nữa. Chưa bao giờ Thái thấy anh Trung tâm lý như hôm nay. Vậy mà ngày xưa mẹ cứ chê anh ấy nghèo với xấu. Sau bao nhiêu nỗ lực, đến giờ anh ấy đã ngồi vào ghế của giám đốc rồi, lại yêu thương chị Thanh vô cùng. Đúng là phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng chẳng sai. Hơn 9 giờ Thái từ nhà Thanh về, một cơn mưa bất chợt kéo đến táp vào mặt Thái lạnh buốt. Nhưng Thái chẳng thèm mặc áo mưa, vì có lạnh lẽo nào như lúc này đâu chứ. Vì dầm mưa cả một đoạn đường dài nên hôm sau Thái bị cảm, người cứ run lên cầm cập nên phải xin nghỉ làm. Nằm một mình chẳng ai mua thuốc hay nấu cháo. Thái nhớ những lần mình đi uống rượu về bị nôn ói là Dương lật đật chạy đi nấu cháo cho anh ăn. Chỉ cần Thái ho nhẹ một cái là cô đã chạy ổ đi mua thuốc bắt anh uống. Có lần anh còn quát cô: để đó tí tôi uống. Tôi lớn rồi, không phải trẻ con đâu mà cô cứ nói mãi thế, phiền chết đi được. Bây giờ muốn phiền phức như xưa cũng chẳng được. Mấy hôm đau ốm, lại ăn uống thất thường nên Thái gầy đi trông thấy. Dâu lún phún cũng chẳng thèm cạo, bao thuốc vứt đầy trong nhà chẳng ai dọn. Tiền cũng hết, Thái gọi cho Dũng vay 1 triệu tiêu tạm. Thì Dũng cười ha hà trong điện thoại: tao làm gì có tiền mà vay, năm nay dịch bệnh ai cũng khó khăn cả mà. Ừ, tao biết rồi. Mà mày sao thế, mấy lần gần đây không thấy mày đi với bọn tao? Hay là có hàng nào ngon nên giấu chơi một mình có phải không? Thái xịt một hơi thuốc rồi chán nản trả lời Dũng: hàng họ gì, đang chán thì con rán đây. Con vợ tao ôm con bỏ đi rồi, đi đâu đéo biết. Ôi, đã thế thì cho đi luôn. Tao ghét nhất cái loại đàn bà, dỗi tí là xách quần áo về nhà ngoại. Mai mốt nó về, mày phải dần một trận cho nhớ. Nhà chứ không phải là cái chợ đâu mà muốn đi thì đi, muốn về thì về. Mày thấy vợ tao không? Tao nói một, nó chả dám nói hai. Nhà là phải có tôn ti trật tự, trên dưới rõ ràng, loạn quạng tao phả rứt răng. Mày thì kinh rồi. Thôi, tao tắt máy đây. Thái tiếp tục gọi cho vài người bạn nữa, nhưng ai cũng lắc đầu từ chối, nói là không có tiền cho Thái mượn. Cũng trong lúc ấy, Thái nhận được giấy triệu tập của tòa án gửi đến, yêu cầu anh lên giải quyết chuyện ly hôn, do Dương gửi đơn. Thái cầm tờ giấy mà chết sững, tờ giấy nhẹ bẫng, nhưng hôm nay sao nặng nề đến thế, đến mức Thái ngồi thử ra rất lâu mới mở miệng cười nhặt thất. Hình như anh đã sai quá sai rồi. Đúng ngày hẹn, Thái có mặt ở tòa án từ sớm, chỉ mong gặp Dương để xin lỗi và mong cô sẽ suy nghĩ lại. Nhưng Dương đến mang vẻ mặt lạnh như băng. Thái vội chạy đến bế lấy bé Na, định bụng xin lỗi rồi dùng hai con ra để níu kéo cô. Vậy mà Dương nói: bế đi cho quen, ly hôn xong tôi sẽ giao một đứa cho anh nuôi, để anh biết nuôi con sung sướng như thế nào. Dương, anh biết anh sai rồi, xin em đừng bỏ anh mà em. Anh xin lỗi, anh ngàn vạn lần xin lỗi. Mẹ con em đừng bỏ anh, anh xin lỗi em, xin em mà Dương. Trước những lời cầu xin của Thái, Dương không quan tâm. Cô đi thẳng vào trong, một mực muốn ly hôn.
Cô còn nói sẽ nuôi một đứa, Thái nuôi một đứa. Nếu Thái muốn nuôi cả hai thì cô cũng đồng ý, không cản. Lời nói và hành động dứt khoát của Dương làm Thái sợ thật sự, mồ hôi túa ra như tắm. Nhưng do đây là lần đầu nên tòa vẫn hòa giải cho họ quay lại với nhau. Dương nói: "Anh yên tâm, tôi sẽ trả cho anh sự tự do như anh Hằng mong muốn. Lúc ấy muốn ăn, muốn ngủ với ai cũng thoải mái hơn rất nhiều. Chúng ta không có tài sản gì ngoài hai đứa Nam và Quyết. Anh muốn nuôi đứa nào tôi đều chiều theo ý của anh." "Dương à, anh xin em hãy suy nghĩ lại đi. Đi mà em, anh đã biết tội của anh rồi. Anh hứa anh sẽ sửa đổi tất cả như em mong muốn. Em rút đơn lại đi em. Chẳng lẽ em nỡ chia cách hai con, mỗi đứa một nơi sao em? Con mới có 3 tháng mà em." Dương cười khẩy: "Anh cũng biết con còn nhỏ à? Anh cũng biết không nên chia lìa các con à? Sao lúc trước anh luôn mồm bảo tôi gửi Quyết về cho mẹ anh chăm? Lúc đó anh mạnh miệng lắm cơ mà, bây giờ lại tự vả vào mặt mình thế. Anh sai rồi, em tha thứ cho anh một lần đi Dương. Anh hứa từ nay về sau sẽ đối xử tốt với em và con, sẽ không làm em buồn nữa, anh hứa đó." Dương nhếch mép cười, cô cười nhưng mắt cũng đã đỏ hoe. "Hứa à, ngày xưa anh cũng đã hứa hẹn nhiều lắm, nhưng suốt cuộc anh có làm được đâu. Tôi ngu một lần là đủ lắm rồi Thái ạ. Lần này anh lấy tư cách, lấy danh dự ra thề với em luôn đấy Dương. Những ngày qua không có em, anh nhận ra em quan trọng đến nhường nào. Tha cho anh một lần đi em. Em xem con nhìn anh kìa, nó đòi anh bế kìa." Dương cười tiến đến ghé vào tai Thái mấy chữ: "Không bao giờ." Dứt lời, cô lên chiếc xe đã đậu sẵn mà kệ Thái van xin phía sau. Cô phải kiên quyết và dạy cho Thái một bài học thích đáng. Về phần Thái, anh lầm lũi lấy xe chạy về nhà nằm thừa người ra đó. Nghĩ đến những gì Dương nói, nhìn thấy vẻ kiên quyết của cô, Thái lo lắng lắm nên gọi cho chị Thanh, nhờ chị ấy khuyên can Dương giúp mình, nhưng lại bị chị Thanh mắng trong điện thoại cho một trận. Thái cầu xin: "Em biết lỗi rồi, nhưng mà cô ấy không chịu tha lỗi cho em, thì làm sao mà em sửa lỗi được." "Dương nghe lời chị lắm, chị gọi cho cô ấy nói vài lời cho em đi chị. Em năn nỉ chị đó." "Ta thử gọi rồi mà không được." "Chị gọi Zalo ấy, Zalo cô ấy vẫn đang hoạt động, nhưng mà cô ấy chặn em rồi." "Được rồi, để tao gọi thử." Thái mừng lắm, vì trước giờ Dương và chị Thanh rất thân thiết, như chị em ruột thịt. Thái hy vọng Dương sẽ nghe theo lời chị Thanh mà rút đơn lại. Thế mà chị Thanh gọi xong lại ủ rũ nói: "Nó nói nó không thay đổi quyết định đâu. Nó nhắn mày chuẩn bị mà chăm một đứa đi." "Làm sao em chăm được mà chăm? Trước giờ em có chăm bao giờ đâu." "Ở thế trước giờ Dương cũng có chăm đâu, nhưng bản năng làm mẹ buộc nó phải biết nó thế." "Tao nói trước cho mày biết, chăm một đứa bé không hề dễ dàng đâu. Nhiều khi đi vệ sinh còn không được nữa đó. Rồi mày sẽ hiểu những gì mà Dương nó đã trải qua. Để xem có sướng như mày nói không." Chị Thanh tắt máy, Thái cũng buông điện thoại xuống nền nhà. Người bỗng lả đi rồi ngã xuống đất ngất lịm. Khi Thái tỉnh dậy thì thấy mình đang trong bệnh viện, tay được truyền nước biển. Xung quanh mọi người đang nói chuyện hỏi thăm nhau. Chị Thanh liền hỏi: "Tỉnh ra, mày thấy trong người sao rồi? Có đau ở đâu không để tao đi nói với bác sĩ?" "Em không đau, nhưng mà em đói bụng quá." "Mày muốn ăn gì để tao chạy ra mua? Cơm, bún phở hay là cháo?" "Cơm đi chị." "Ừ, đợi tao một lúc, tao đi mua ngay." Chị Thanh chạy ồ đi xuống căng tin mua hộp cơm sườn loại ngon lên cho Thái ăn, không quên mua chai nước lọc cho thằng em trai con lớn mà không có khôn của mình. Lúc đưa cho Thái, Thái hỏi: "Ai đưa em vào đây vậy chị?" "Tao chứ ai. Chủ nhà gọi cho tao nói mày ngất xỉu, nên tao chạy sang đưa mày vào viện." "Thế bác sĩ nói sao hả chị?" Chị Thanh ngập ngừng: "Ăn đi rồi nói chuyện, có cả nước đây." Thái nhận thấy sự khác lạ của chị Thanh, cảm thấy lo lắng vì chị Thanh trước giờ thẳng thắn lắm. Trước giờ chị có gì nói đấy, không vòng vo bao giờ. Thái hỏi: "Bộ có chuyện gì hả chị?" Đợi Thái ăn rồi, chị Thanh mới nghiêm túc nói: "Mày phải thật bình tĩnh, nghe tao nói hết. Chuyện gì thì cũng có hướng giải quyết hết. Bác sĩ nói là mày bị ung thư phổi giai đoạn 2 Như sét đánh ngang tai, Thái trố mắt kinh ngạc trước những gì chị Thanh nói, cơ miệng lắp bắp không ngừng: Chị vừa nói gì? Em bị ung thư?" Thái cười lắc đầu lia lịa không chấp nhận: "Không đâu, chị đang đùa em thôi có đúng không?
Em làm sao bị ung thư được? Em đang rất khỏe mà chị. Chị Thanh thở dài. Mới giai đoạn 2, vẫn chữa trị được. Mẹ đừng sợ. Bây giờ y học tiến bộ vượt bậc, đừng có lo. Khuôn mặt nghiêm túc của chị Thanh lúc này không phải là đang đùa, mà ai lại đem sức khỏe ra đùa cái kiểu này cơ chứ. Chị Thanh ngồi xuống cạnh bên Thái, hạ giọng dịu dàng hơn. Bác sĩ nói mày phải kiêng rượu và thuốc lá hoàn toàn, ăn uống lành mạnh và tập thể dục điều độ thì sẽ khả quan. Thái thất thần ngồi co ro trên giường bệnh. Anh chưa bao giờ nghĩ đến mình sẽ liên quan đến căn bệnh ung thư quái ác này. Chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị vợ bỏ. Bệnh tật kéo đến, Thái gần như suy sụp. Bác sĩ thăm khám lại cũng nói như chị Thanh, bắt buộc phải cai rượu bia thuốc lá thì mới điều trị căn bệnh tử thần này. Trên đường về nhà, Thái ngồi trên xe im ru không nói gì cả. Chị Thanh biết Thái đang rất sốc nên ngỏ lời kêu Thái sang nhà mình ở ít hôm. Nhưng Thái từ chối, chỉ lặng lẽ trầm mặc đi về nhà trọ rồi đóng luôn cửa lại, nhốt bản thân trong đó rất lâu và suy nghĩ cũng rất nhiều. Ngoài trời bỗng đổ cơn mưa, từng hạt rơi xuống mái nhà lụp đụp. Thái thấy lạnh quá không ngủ được. Ngày hôm sau, Thái đi làm sau một đêm mất ngủ nên người mệt mỏi, mắt thâm đen. Lúc ăn cơm, đồng nghiệp hỏi thăm, Thái cũng thật tình kể thật bệnh trạng của mình. Đồng nghiệp nghe xong thì cũng an ủi Thái mấy câu ấm bụng. Nhưng lúc vào nhà vệ sinh, Thái mới biết bộ mặt thật của bọn họ, nhất là Dũng, người thân với Thái nhất. Dũng hỏi mấy người đang phì phèo kéo những hơi thuốc lá. Ê, bọn mày biết thằng Thái bị ung thư phổi không? Ồ thế à, giai đoạn mấy rồi? Nó nói giai đoạn 2. Nhưng ung thư thì có nước chết chứ sống được gì được. Nhà nào có tiền thì sống lâu một chút, không tiền thì chết sớm, vậy thôi. Mà dạo này bọn mày thấy nó lạ lạ không? Ăn mặc thì lôi thôi lếch thách, làm việc thì không tập trung, bị sếp mắng suốt. Chắc nó biết bệnh nên sợ. Mà thôi, kệ nó đi, quan tâm làm gì. Tao thấy mày thân với nó lắm mà, đi đâu cũng đi cùng. Bây giờ nói vô tình vậy. Thân thiết gì đâu, còn tiền còn chơi. Tao nói cho bọn mày biết, nó bị vợ bỏ rồi nên mới thành ra cái bộ dạng đó. Thằng đó coi vậy chứ ngu lắm. Tao nói gì nó cũng nghe hết. Lại mê gái nữa, lần nào chơi gái cũng xài hàng cũ tao giạt ra. Thế mà nó có biết con mẹ gì đâu, ngu thì chết. Tiếng Dũng cười vang vọng trong nhà vệ sinh. Thái không kiềm chế được lao ra đấm vào mặt Dũng thật mạnh, khiến Dũng bị bất ngờ té nhào ra sau. Thái tung lấy áo Dũng tiếp tục giáng mấy cú đấm nữa, đến khi có người kéo ra, vẫn điên cuồng chửi. Thằng chó, tao chơi với mày hết lòng mà mày lại đối xử với tao như vậy. Mày là thằng khốn nạn, thằng chó chết. Mày đi chết đi, chết đi. Dũng sau khi đứng dậy cũng không vừa mà xông đến đấm Thái lia lịa. Hai tay của Thái lúc này bị mấy tên kia giữ chặt, liên tiếp nhận cú đấm kinh hoàng từ Dũng. Máu mũi máu miệng Thái chảy ra ỏng ọc mà không phản kháng được. Lúc này tình cờ sếp của bọn họ đi vệ sinh nên chúng mới thả tay Thái ra. Thái lại không biết sếp đến nên điên cuồng đánh lại Dũng. Hành động của Thái lọt vào tầm mắt của sếp, thế là cả bọn họ đều bị lên phòng giám đốc nói chuyện. Đám người kia là một phe với nhau nên đổ mọi lỗi lầm lên đầu Thái. Bọn chúng đồng loạt nói Thái chủ động gây chuyện đánh nhau. Dũng chỉ phản kháng, mà chính mắt sếp cũng nhìn thấy thái độ hung hăng của Thái lúc đó nên của trách Thái nhiều nhất. Phận làm nhân viên như Thái cũng không dám cãi lại. Qua chuyện này, Thái đã hiểu ra bộ mặt thật của những người mà Thái đã hết lòng hết dạ thời gian qua. Anh Trung nói đúng, gặp chuyện mới biết ai là bạn, ai là bè. Ở công ty giờ đây, Thái hầu như không nói chuyện với ai cả, chăm chú làm hết việc của mình, rồi chạy xe về phòng trọ tập nấu cơm. Lần đầu động vào bếp núc, hết hơi cái nọ đến hỏng cái kia, rau củ không biết nấu như nào. Tất cả đều mở Google ra tra cứu. Mấy hôm đầu cơm không sống thì nhão, có khi làm thức ăn rồi mà phát hiện chưa cắm cơm. Những lần như thế, Thái luôn nghĩ về Dương. Anh tạo một nick Zalo khác, nhắn tin cho cô, xin lỗi rất nhiều, van xin rất nhiều, nhưng Dương chỉ đọc chứ không trả lời tin nào cả. Cô thật sự muốn dứt khoát với Thái rồi. Căn phòng bên cạnh vang lên lời bài hát: có không giữ mất đừng tìm, sao mà giống với hoàn cảnh của Thái lúc này quá. Bên ngoài lại lất phất mưa rơi. Thái bật khóc, trong lòng ngập tràn hối hận
Thời gian lặng lẽ trôi qua như chiếc lá thu rơi rụng xuống lòng đường khô cằn và xơ xác. Thái lại nhận được giấy triệu tập hòa giải lần thứ hai của tòa án. Lần này Dương đến với mái tóc được cắt ngắn ngang vai, trang điểm nhẹ nhàng, màu son cam phớt tôn lên nước da trắng nhưng bị đôi mắt buồn che phủ. Chiếc áo cổ lọ màu kem được phối với quần và đôi bút màu đen bóng kèm áo măng tô bên ngoài. Trông Dương thật là đẹp. Ừ, Dương đã từng đẹp như vậy, từng làm trái tim Thái loạn nhịp và theo đuổi quyết liệt. Nhưng cơm áo gạo tiền, con cái quấn vào Dương đã lấy đi xuân sắc của cô, lấy đi nụ cười tươi tắn ngày ấy. Thời gian tàn khốc hay lòng người tàn khốc đây? Dương không có ý thay đổi quyết định của mình. Thái cũng thôi níu kéo. Anh đồng ý ly hôn và nuôi bé Na. Vì cả hai đều thuận tình cho nên rất nhanh đã được tòa giải quyết. Hai người cũng không có tài sản gì. Mọi việc nhanh đến mức khi bế bé Na trên tay rồi, Thái vẫn còn bàng hoàng, cứ ngỡ tất cả chỉ là một giấc mơ. Ly hôn rồi, ta là người lạ đã từng thương. Anh vẫn là bố, em vẫn là mẹ, nhưng không còn gọi nhau những lời thân thuộc. Kết thúc rồi, lưu giữ hoài niệm riêng. Thái ôm Na về phòng trọ của mình, đặt túi đồ của con bé xuống. Trong đấy có mảnh giấy Dương căn dặn về những cử ăn uống của Na. Thái nhìn con bé rồi lại nhìn nhà trọ. Rồi ai sẽ chăm con cho anh đi làm? Ai sẽ cơm nước giặt giũ? Càng nghĩ càng rối rắm. Cuối cùng Thái gọi cho chị Thanh hỏi ý kiến. Chị Thanh chạy sang xem tình hình, thấy hai bố con đã ôm nhau. Chị Thanh thở dài hỏi Thái: mày tính sao? Em chả biết làm sao. Làm sao đi làm được đây? Bây giờ gửi tư nhân ít thì cũng 10 triệu một tháng, chưa kể tã sữa nữa. Mày gửi thì tao tìm trường hộ cho, chứ ôm nhau có mà chết đói à? Nó bé thế này, gửi cũng tội nghiệp quá. Biết thế, nhưng cũng phải gửi. Thôi, đi sớm cho nó tự lập sớm cũng được, cũng đâu còn cách nào khác. Chính Thái đã gây ra những chuyện này thì trách ai được. Mấy hôm đầu Thái nghỉ làm để giữ Na, một con bé 3 tháng chưa biết nói. Thái thật sự không biết con bé muốn cái gì. Cứ khóc thì lại đi pha sữa, nhưng nó không chịu uống. Đến cả cái tã cũng phải mấy lần mới mặc được đúng cách. Chưa nói Na gắt ngủ, cứ bế thì thôi, nhưng vừa bỏ xuống lại khóc ré lên rồi. Bụng Thái đói meo, buồn vệ sinh mà phải gắng nhịn. Lúc này Thái nhớ lại những lần Dương bù đầu tóc rối than thở mà anh đã gạt ngang, cho rằng cô giả vờ. Bây giờ anh đang trải nghiệm những gì mà cô đã trải qua. Ngày ngày tháng tháng, không những một mà tận hai đứa, cô còn nấu cơm rửa bát giặt giũ quần áo và toàn bộ những việc không tên khác. Thái tự hỏi sao Dương có thể làm được. Chị Thanh nói đúng, bản năng làm mẹ đã khiến Dương như một siêu nhân thực thụ. Từ ngày có con, chưa bao giờ Thái nghe Dương bị ốm, chưa thấy cô nói thèm muốn món nọ món kia, quần áo cũng không mua mới. Cô vợ tốt như vậy mà anh không biết trân trọng lại đánh mất. Thái hối hận, tâm can tê dại gọi tên Dương, nhưng chỉ có màn đêm đen lạnh lẽo mà thôi. Rồi chị Thanh tìm được cho Na một trường tư nhân, nhận trông trẻ từ 6 tháng trở lên. Họ nhận chăm Na 12 triệu một tháng, nhận từ 7 giờ sáng đến 5 giờ chiều trả trẻ, nếu đón muộn sẽ tính thêm tiền. Thái quay cuồng với công việc và thời gian, đưa đón Na về nhà, rồi lại tất bật dọn dẹp, giặt giũ quần áo của cả hai bố con. Lắm hôm Thái chẳng ăn gì vì Na quấy khóc bắt bế. Cứ như vậy mà chỉ mới hơn một tuần, Thái đã mệt mỏi trông thấy, người vì thiếu ngủ cũng xuống mấy cân. Lúc này Thái ước giá như thời gian có thể quay trở lại thì tốt quá. Nhưng trên đời này làm gì có chuyện quay ngược thời gian kia chứ. Vĩnh viễn không bao giờ có. Giống như nước mắt chảy xuôi, chưa có bao giờ chảy ngược đâu. Bận đi tầm hơn nửa tháng trôi qua. Lúc này Thái thật sự rất rất đuối, mắt thâm quầng vì thiếu ngủ. Có nhiều hôm còn ngủ gật trong công ty, rồi bị sếp mắng, còn đòi đuổi việc. Do gần đây anh không tập trung làm việc, đi muộn về sớm thất thường, không đảm bảo tiến độ công việc. Thái chỉ biết xin lỗi và hứa sẽ khắc phục. Nhưng ông trời lần nữa đưa Thái vào thế khó.
Na bị ốm, cô giáo không nhận trông và bảo rằng khi nào hết ốm cô mới trông được. Mà Thái cũng không còn phép để mà nghỉ nữa. Xin thì xếp mắng đòi sa thải. Thái chỉ đành nhờ đến chị Thanh. Chị nhìn hai bố con thì lắc đầu hỏi: Thấm chưa? Chăm con sướng không Thái? Thái rụi lơ như sợi bún thiêu. Em sai rồi chị. Chị chăm Na hộ em ít hôm, nào nó hết ốm em cho đi học tiếp, chứ em không nghỉ được nữa. Giá mà bây giờ có Sương ở đây thì tốt. Em nhớ cô ấy và Quýt quá. Không biết bây giờ hai mẹ con cô ấy đang ở đâu. Con đường này là do mày lựa chọn. Ngay từ đầu mày trân trọng nó thì đâu ra cớ sự như hôm nay. Ngày xưa áo mày mặc tao chưa thấy cái nào không thẳng thớm. Còn bây giờ có khác gì cái rẻ lau không? Mày sai quá sai rồi Thái à? Em biết, nhưng Dương sẽ không tha thứ cho em đâu. Em nhắn bao nhiêu tin, cô ấy cũng không trả lời. Cô ấy chắc hẳn hận em lắm. Mà đến em cũng hận bản thân mình ngu ngốc đâm đầu vào đám bạn xấu mà bỏ mặc vợ con. Em chỉ mong sau này Dương được hạnh phúc, mong có người bù đắp những vất vả mà cô ấy đã trải qua. Chị Thanh hỏi: Thế sao mày không nghĩ thay đổi để kéo nó về bên này? Để con có đủ bố mẹ, bản lĩnh của mày đâu? Mày vô dụng thế hả Thái? Câu hỏi của chị Thanh khiến Thái ngước mắt lên nhìn. Ừ nhỉ, sao Thái không nghĩ ra nhỉ? Anh sẽ thay đổi, sẽ chinh phục Dương lần nữa. Mắt Thái sáng lên, khẽ mỉm cười. Cố lên. Nhận được lời động viên của chị Thanh, Thái như có thêm động lực để bắt đầu hành trình lấy lại trái tim Dương một lần nữa. Từ hôm đó, Thái chính thức bỏ thuốc lá. Anh mua kẹo sinh khôn, mỗi lần nghĩ đến thuốc lá là lấy một viên ra nhai cho qua cơn thèm. Lúc đầu hơi khó khăn một chút, nhưng Thái tin là mình sẽ làm được. Thái tập trung hết sức vào công việc, giờ nghỉ trưa thì tranh thủ gọi cho chị Thanh, xem tình hình của Na. Cũng may vào tay bác Thanh, con bé ngoan hẳn. Đến chiều Thái sang đón, Na tươi rói cười đùa với bố, chứ không cáu gắt như mọi hôm. Ở lại ăn bát cơm rồi hẵng về. Thái từ chối: Em mua thức ăn cả rồi, để lâu lại không ngon. Na, chào bác Thanh đi nào. Thái cầm tay Na, đưa lên vẫy vẫy rồi thắt đai và cẩn thận. Hai bố con lên xe về nhà trọ. Na ăn bên nhà chị Thanh rồi, giờ Thái chỉ cần nấu thức ăn cho mình là được. Thật ra, Thái ăn với chị vẫn được, thức ăn để ngăn đông cũng không sao. Nhưng Thái muốn rèn luyện khả năng nấu nướng của mình, cũng là để hiểu rõ những vất vả mà Dương đã trải qua. Có thể bây giờ Thái nấu chưa ngon, nhưng Thái không bỏ cuộc, nhất định sẽ cố gắng hết sức mình để tìm lại tình yêu ngày đó. Cuộc sống bố đơn thân chưa bao giờ hết vất vả. Nhiều lúc Thái rất mệt mỏi, nhất là những đêm Na khóc ngất ngưỡng không chịu nín. Ôm con thơ trên tay, nước mắt Thái cũng chảy xuống. Có lắm lần muốn buông xuôi, mọi thứ tới đâu thì tới. Nhưng cũng may lý trí kéo lại được bản ngã của chính mình. Thời gian dần trôi, vậy là đã 3 tháng kể từ ngày Thái với Dương ly hôn. Trời đã cuối đông, sắp đến Tết rồi. Chút nắng nhẹ tới sưởi ấm mùa đông lạnh lẽo. Thái gọi về cho bà Liên, trước là hỏi thăm tình hình sức khỏe, sau đó là nói việc anh với Dương. Nhưng chưa kịp nói, bà Liên đã trách móc: Anh xem dạy lại vợ anh đi, chưa 2 tháng nay số lần nó gọi cho tôi đếm trên đầu ngón tay đấy. Dâu người ta hàng ngày gọi hỏi thăm bố mẹ chồng rồi gửi quà bánh thuốc thang cho bố mẹ chồng bồi bổ. Còn nó thì... Bà Liên tặc lưỡi mấy cái rồi nói tiếp: Tôi nói thật, tôi tiếc cái Hoa ghê gớm. Con bé ngoan ngoãn hiền lành, giỏi giang. Thế mà ngày xưa anh không chịu. Nó lấy thằng Hùng đầu thôn, đẻ tù tì 2 trai 1 gái, đứa nào cũng béo ú lanh lợi, không như hai con vịt sời nhà anh. Cứ tí là mang đi viện đâu. Khổ, còn mấy cái nói chẳng chịu nghe bao giờ. Phải chi... Thái cắt ngang những lời cào nhàu của bà Liên: Con nào mà chẳng là con à mẹ. Mẹ đừng so sánh như vậy mà tội cháu. Với lại con chọn Dương vì con thấy phù hợp với con. Mẹ thương con thì hãy thương cô ấy, đừng nói những lời chia rẽ như vậy chứ. Bà Liên kinh ngạc, mọi lần bà nói như thế thằng con này lúc nào cũng đứng về phía bà, lần này sao lại như vậy? Hay là đã bị con kia làm gì rồi? Bà Liên khóc: Mày sao thế hả con? Mày vì một đứa người Dương không đầu không đâu mà cãi lại mẹ mày à Thái? Mẹ mang nặng đẻ đau mày,
cuối cùng cô cũng không bằng một đứa xa lạ. Ôi trời ơi, tôi khổ quá mà. Trời ơi, ngó xuống mà xem kìa. Mẹ, con có nói gì đâu mà mẹ lại khóc. Mẹ góp ý thế thôi, mà con đã bênh nó chằm chặp thế rồi. Sau này bố mẹ già biết sống sao hả con? Mẹ yên tâm, Dư là người hiểu chuyện mà, cô ấy không có hỗn hào đâu. Nó mà hiểu chuyện thì mẹ đã không lo lắng rồi. Lúc con không ở nhà nó nói chuyện với mẹ rất là láo. Mẹ không biết mày ưng nó ở cái điểm gì luôn ấy. Thái không muốn tranh cãi với mẹ nữa, cũng không nói chuyện hai người đã ly hôn, nên nói mấy câu nữa rồi tắt máy cho Na ngủ. Còn một mình Thái thênh thang trên giường ngủ, thật sự rất cô đơn, rất thèm mùi hương của Dương, thèm nghe cô ấy nói chuyện, thèm mâm cơm nóng hổi, có bát xấu nấu canh chua với cá kho tổ. Bây giờ cô ấy đang làm gì nhỉ? Cảm xúc ùa về nên Thái lấy điện thoại vào Zalo nhắn tin cho Dương. Anh hỏi về Quyết và muốn gặp con bé, cũng như để cho Dương thăm Na. Lần này Dương trả lời cô đồng ý cuối tuần này sẽ gặp nhau. Vậy em cho anh địa chỉ, anh và bé Na sang. Không cần đâu, tôi với Quyết sẽ sang. Thái biết là Dương không muốn anh biết nơi ở của cô, anh cũng không dám vồ vập. Cô chịu gặp là anh vui rồi, từ từ tính tiếp. Cuối tuần, Thái dậy thật sớm, quét dọn nhà sạch sẽ. Hôm nay tâm trạng Thái vui đến lạ kỳ, cảm giác này giống như thuở mới yêu. Chuẩn bị đi hẹn hò, vừa lâng lâng vừa hồi hộp. 8 giờ, Dương bế Quyết đến, còn mang mấy món đồ chơi sang cho Na nữa. Đúng là không gì bằng mẹ với con, vừa thấy Dương là Na đã giang tay đòi bế. Thái thì bế Quyết. Lúc Dương chuyển Quyết cho Thái, hương thơm dịu nhẹ từ người cô ấy xộc vào khoang mũi của Thái thật là dễ chịu. À đúng rồi, đây là mùi nước hoa Dương thích nhất, mà cả Thái cũng đã từng rất thích. Nó nhẹ nhàng khoan khoái, giống như tính cách của Dương. Na dạo này có ngoan không? Thái trả lời, chắc là do anh không hiểu con muốn gì nên đôi lúc... Thái cố tình nói như thế, nhưng Dương chỉ nhàn nhạt đáp lại. Từ từ anh sẽ hiểu thôi, cái gì cũng cần có thời gian cả. Dương à? Dương không để Thái nói hết câu đã vọt miệng nói tiếp, vì cô biết Thái sắp nói gì. Sáng nay con đã ăn gì chưa? Chưa, lúc vừa dậy anh có cho uống sữa. Em và Quyết chắc chưa ăn đâu đúng không? Anh đi mua về rồi, cả nhà mình cùng ăn nhé. Tôi với Quyết ăn rồi. Ăn sớm vậy sao? Vậy em trông con hộ anh. Anh đi mua cháo dinh dưỡng cho con ăn. Đi đi. Thái xách xe chạy ổ đi mua cháo rồi mua luôn thịt cá về nấu cơm. Hôm nay anh sẽ trổ tài nấu ăn cho Dương xem. Khi về đến gần nhà, xe bị xì lốp nên Thái để xe ngoài đầu ngõ, còn mình thì đi bộ xách lỉnh kỉnh đồ đạc về nhà. Lúc đến trước cửa phòng, Thái thấy Dương đang dọn dẹp, tay chân thoăn thoắt, còn hai đứa nhỏ thì đang chơi với nhau. Thái lui vào một góc, lén lén nhìn Dương. Có phải cô ấy vẫn còn tình cảm với anh không, nên mới giúp anh dọn nhà. Thái rón rén từng bước nhẹ đi vào. Dương đang quay lưng dọn bếp nên cô không hay Thái đang tiến đến. Bất ngờ Thái ôm lấy Dương từ phía sau, ôm rất chặt, áp khuôn mặt của mình vào lưng cô rồi cất giọng nói. Dương, anh nhớ em lắm, rất nhớ em. Dương vùng vẫy. Anh làm gì vậy, bỏ tôi ra. Cho anh ôm em một chút thôi, một chút thôi vợ. Anh bị ngáo à? Ai là vợ anh? Tôi đã không còn là vợ của anh từ mấy tháng trước rồi Thái ạ. À. Anh sai rồi, anh sai rồi. Anh không thể sống thiếu em được đâu Dương. Anh cần em, cần con. Anh không thể nào sống thiếu em được. Xin em cho anh một cơ hội để chuộc lại những lỗi lầm mà anh đã gây ra. Anh xin em mà Dương. Xin em hãy nghĩ đến Quyết và Na mà tha thứ cho anh đi em. Dương cười lên một cái rồi nói. Không ai thiếu ai mà chết đâu. Anh yên tâm. Rồi thời gian sẽ làm anh thích nghi được với mọi thứ thôi. Như thế này sẽ tốt cho cả tôi và anh. Thì thoảng cho các con gặp nhau là được rồi. Bỏ tôi ra, hoặc tôi đi về ngay đấy. Thái không dám manh động, từ từ buông tay ra, từ từ rời khỏi thân người đã từng quen thuộc. Anh xin lỗi. Dương không đáp, chỉ lặng lẽ đổ cháo ra bát rồi đút cho Na ăn. Na ngoan ngoãn ngồi vào ghế ăn ngon lành, không quấy phá chút nào cả. Vậy em cho con anh. Anh đi nấu cơm nhé. Dương không trả lời. Chắc là cô ấy đã đồng ý. Thái lui cui làm cá,
anh nhớ Dương thích ăn cá hấp vào mùa đông. Thật ra phía bên ngoài, Dương cũng dõi mắt nhìn theo Thái, nhìn cách Thái vụng về làm cá, nhưng vẫn kìm lòng không giúp đỡ. Cô phải để Thái trưởng thành mới được. Nếu không để Thái trải nghiệm thì anh mãi mãi không hiểu được những vất vả của cô. Hiểu được hạnh phúc là phải do hai người cùng nhau gây dựng thì mới có được. Loay hoay cả buổi cũng giải quyết xong cá và rau củ, Thái bắt đầu lao vào nấu nướng. Dương bên ngoài chơi với hai con, bọn trẻ cười khúc khích, Dương cũng cười vui vẻ. Nhìn qua thấy bọn họ là một gia đình hạnh phúc, nhưng tâm can cả hai đang giằng xé từng đoạn. Nấu xong, Thái đi tắm rửa sạch sẽ rồi dọn cơm ra ăn. Thái cẩn thận gắp cho Dương miếng cá to nhất, ăn thử xem có vừa miệng không. Lần đầu tiên ăn cá của Thái nấu, tuy trong lòng rất vui, nhưng Dương lại tỏ ra không mặn không nhạt trả lời. Bình thường, anh biết là chưa ngon, nhưng anh sẽ cố gắng, em ăn tạm nhé. Buổi cơm trôi qua nhanh chóng, Thái đề nghị đưa hai đứa nhỏ đi mua quần áo, vì cũng đã sắp Tết rồi. Bốn người vào cửa hàng quần áo trẻ em để chọn, thì có một tiếng gọi cất lên. Dương. Tiếng gọi đó làm cả Dương và Thái đều quay lại nhìn. Dương cười. Anh Quang, anh cũng đi sắm quần áo à? Anh chở chị đi mua đồ cho cháu. May quá, gặp Dương ở đây. Dương đi mua đồ cho con à? Nào, Quýt ơi, có nhớ bác Quang không? Quang cúi người xuống nựng Quýt trên tay. Thấy Thái, Quang hỏi. Đây là... Quang nhìn Thái, nhìn sang bé Na nữa rồi nói. Tôi là Quang, bạn của Dương. Thái cũng giới thiệu về mình. Tôi là Thái, bố của Quýt và Na. Quang gật đầu. Vâng, chào anh. Quang quay sang nói với Dương tiếp. Hôm trước em để quên bộ quần áo của Quýt lại. Mẹ anh đã giặt sạch sẽ rồi. Mẹ bảo anh rủ em ngày mai sang ăn cơm. Anh định chiều mới gọi cho em, nhưng gặp em ở đây anh nói luôn. Ngày mai có dịp gì vậy anh? Ngày mai sinh nhật mẹ, nhưng chỉ làm đơn giản. Mẹ nói em với Quýt nhất định phải đến đấy. Mai sang đón em nhé. Vâng, tầm mấy giờ hả anh? Tầm 5-6 giờ, nhưng 4 giờ anh sang đón hai mẹ con nhé. Ngày mai có cả cô anh ở nước ngoài về, cô nói là muốn gặp em. Vâng, cũng được ạ. Quang đảo mắt nhìn những bộ quần áo treo trong cửa hàng, rồi chọn hai cái váy công chúa đưa cho Dương xem. Em xem, cái này Quýt nhà mình mặc lên chắc xinh lắm nhỉ. Dương gật gù. Ôi xinh thế, anh tinh mắt thật đấy. Nào, Na Quýt, để mẹ ướm xem nào. Đẹp lắm, hai công chúa của mẹ xinh nhất nhé. Quang nói. Bác Quang tặng cho hai công chúa nhé. Thái lúc này đã không kìm được, vội vàng lên tiếng. Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng anh cứ mua cho cháu anh đi, chúng tôi mua cho con chúng tôi được. Thái lấy hai chiếc váy trên tay Dương trả lại cho Quang, khiến Quang ngơ ngác. Ơ, sao thế? Cái này tôi tặng cho các cháu mà. Cơn ghen của Thái đã cuồn cuộn. Thái nói. Tôi tự mua cho con, không cần anh phải phiền lòng. Đi em. Thái một tay bế Na, một tay kéo Dương ra ngoài. Dương cho mày hỏi. Anh làm gì vậy? Đang xem đồ tự dưng kéo tôi ra đây làm cái gì? Chúng ta đi cửa hàng khác, chỗ này không đẹp. Sao lại không? Quá trời đồ đẹp. Anh đã bảo không mà. Anh biết shop này đẹp lắm, để anh đưa em đi. Dương biết thừa Thái ghen đấy, nhưng lại thản nhiên làm như không biết. Cô giữ khoảng cách với Thái, không hỏi han anh gì cả. Điều đó càng làm Thái lo sợ nên ra sức gợi chuyện, quan tâm đủ kiểu như hồi anh mới tán tỉnh cô. Chỉ khác là bây giờ Dương không còn là cô gái ngây thơ, dễ mùi lòng nữa. Bây giờ cô đã làm mẹ của hai con, cho nên mọi việc làm được suy nghĩ rất kỹ. Sự hờ hững của Dương càng làm Thái khao khát có được cô hơn. Mua xong quần áo cho hai đứa thì bốn người đưa nhau về nhà. Thấy cũng đã chiều nên Dương ôm Na từ xã ra về. Thái nói. Ở lại ăn cơm đi em, anh nấu nhanh lắm. Không cần đâu, chiều nay tôi còn có hẹn. Với tên lúc nãy sao? Có vấn đề gì sao? Không, nhưng Dương à, chúng ta cho nhau một cơ hội đi em. Anh hứa sẽ không bỏ bê em và con. Anh hứa sẽ ngoan mà. Dương im lặng tầm 2 phút rồi mới trả lời. Cơ hội anh vẫn ở đó, không ai lấy hay giành giật gì của anh cả. Chỉ là... Thái sốt sắng hỏi. Chỉ là sao hả em? Chỉ là một đời quá dài, tôi không muốn sống vì cảm giác của người khác nữa. Tôi cũng không muốn cả đời sống nhà thuê, phải đôn đáo lo tiền bạc từng tháng. Tôi không muốn tạm bợ. Nói xong, Dương bế Quýt ra khỏi nhà. Thái lẩm bẩm. Một đời quá dài, không muốn tạm bợ. Cả đêm đó, Thái trằn trọc rất nhiều,
nhìn Na say giấc ngủ mà anh biết mình phải cố gắng nhiều hơn nữa, phải nỗ lực trăm ngàn lần hơn mới có thể cho Dương và các con cuộc sống thoải mái. Nghĩ là làm, Thái ở công ty làm việc vô cùng nghiêm túc, đến đồng nghiệp và sếp đều kinh ngạc. Đã nghiêm túc lại chăm chỉ, hết giờ làm lại chạy về đón Na, tắm rửa rồi cho con bé ăn uống ngủ nghỉ. Xong rồi Thái lôi đống giấy tờ làm thêm ra làm. Đêm nào Thái cũng lọ mọ đến khuya mới xong. Những hôm Na quấy thì coi như cả đêm đó Thái thức trắng mới hoàn thành công việc. Thái có một sở trường là nói và giao tiếp tiếng Nhật. Anh tận dụng luôn cơ hội đó để nhận phiên dịch cho các công ty khác. Vì cuối năm công ty nào cũng nhiều việc, như vậy mà chỉ trong một tháng cuối năm Thái kiếm được kha khá. Cầm tiền trên tay, anh ghé vào cửa hàng vàng bạc mua cho Sương một chiếc lắc tay, rồi hẹn cô đến thăm con trước khi về quê ăn Tết. Thật ra hôm nay là sinh nhật Dương, anh muốn tặng cho cô một điều bất ngờ. Nhưng niềm hân hoan của Thái cũng nhanh chóng vụt tắt khi Dương từ chối gặp. Thái thấy Dương đăng ảnh trên Zalo, đang đi ăn cùng bạn bè và còn có cả Quang. Hai người còn chụp riêng hai bức ảnh rạng rỡ. Quang bí quyết như thể họ là một gia đình. Tim của Thái như bị ngàn mũi tên đâm qua, lại thêm lớp muối chà sát vào. Thái giận, Thái ghen. Gọi cho Dương thì cô không bắt máy, nhưng cũng vô tình Thái nhìn thấy địa chỉ trong bức ảnh. Tuy hơi mờ, nhưng cuối cùng anh cũng tìm được và bèn chạy đến đó. Thế nhưng nhân viên nói bàn của Dương đã thanh toán đi về rồi. Thái thất thểu ngồi trên xe, ngắm nhìn chiếc lắc tay, trong tim hình như đang rất đau. Trời bỗng mưa lất phất, những hạt mưa lạnh giá phả vào mặt Thái, thật sự là rất lạnh. Chiếc lắc trên tay cũng chưa trao được cho cô ấy. Sao anh lại ở đây? Giọng của Dương là giọng cô ấy. Thái vội ngẩng mặt lên nhìn, đúng là Dương rồi. Anh vui mừng hỏi, em chưa về sao? Sao anh biết tôi ở đây mà hỏi như thế? Na đâu? Na đang ở nhà chị Thanh. Còn anh? Anh chợt nhớ ra món quà trong tay Thái định đưa cho Dương thì bị tiếng gọi của Quang làm cho rụt lại. Mẹ Dương ơi, xong chưa? Quyết buồn ngủ rồi nhé. Quang đang bế Quyết tiến về chỗ của Thái và Dương. Lúc này Thái càng thêm ngơ ngác nhìn bọn họ. Đợi em một lúc nhé, em ra ngay thôi. Ừ, em đi đi. Dương đi thẳng vào bên trong quán ăn, còn Thái liền đến gần Quang và nói, Quyết, sang bố bế nào. Mà lúc này Quyết đã buồn ngủ đến cáu lên, không chịu qua Thái mà gục đầu lên vai Quang, lim dim đôi mắt lại. Quyết buồn ngủ rồi, để cho con bé ngủ đi, không tí nữa nó gắt lên, khó dỗ lắm. Anh nói cứ như anh hiểu con hơn cả tôi. Xin lỗi, tôi là bố của Quyết nhé. Thì tôi có bảo là không đâu, nhưng mà con bé đang buồn ngủ, anh muốn bế thì còn nhiều dịp khác. Quang dứt khoát không cho Thái bế Quyết, dứt khoát ôm chặt Quyết và quay mặt vào chỗ khác. Hành động này khiến Thái vô cùng không thuận mắt. Này, anh làm vậy là có ý gì? Chả có ý gì cả. Với tôi có một câu muốn gửi đến anh. Anh làm khổ Dương đủ rồi, làm ơn hãy để cho cô ấy bình yên. Cô ấy xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn nhiều. Đừng làm phiền mẹ con cô ấy nữa. Hai người đàn ông nhìn chăm chăm vào nhau, bốn mắt giống như bốn viên đạn có thể bắn chết đối phương. Chuyện của tôi không cần anh quản, bớt nói lại đi. Quang cười. Tôi chỉ góp ý thôi, nghe hay không thì tùy anh. Hai người nói đến đây thì Dương đi ra. Quang hứng nụ cười ấm áp hỏi Dương, có thấy điện thoại không em? Dương lắc đầu. Không anh ạ, nhân viên dọn dẹp cũng không thấy. Mà rõ ràng lúc nãy chúng ta vẫn còn chụp ảnh kia mà, lạ thật đấy. Thái hỏi Dương, anh bị mất điện thoại hả Dương? Vâng, Quang nhẹ nhàng nói. Thôi, mất thì thôi, em đừng buồn. Tối anh đi mua lại cái khác cho em. Dù sao cái đó cũng cũ quá rồi, màn hình cũng bị vỡ nữa. Bây giờ về thôi, Quyết buồn ngủ lắm rồi. Dương tiếc chứ, vì đó là cái điện thoại đôi của cô và Thái. Nhưng Thái đã sớm thay con đời mới ngon hơn. Chỉ có Dương là còn giữ lại. Có rất nhiều hình ảnh hai người và cả ảnh của Na với Quyết lúc nhỏ trong điện thoại. Những thứ đó đối với Dương vô cùng quý giá. Cô thở dài. Tôi đi trước đây. Dương nói xong theo chân Quang đi về hướng chiếc ô tô đang đậu sẵn. Quang đã bế Quyết mà còn đi trước mở cửa xe sẵn cho Dương vào, rồi mới nhẹ nhàng đưa Quyết cho Dương bế. Mọi hành động của Thái đều nhìn rất kỹ và ghi nhớ. 25 Tết, thủ đô đông đúc người với những con xe đưa người về quê hương xứ sở. Trong căn nhà trọ,
Thái cũng gấp quần áo vào vali để hai bố con ngày mai lên đường. Từ ngày Dương mất điện thoại, Thái không liên lạc được với cô nữa. Muốn gặp, muốn nói chuyện cũng không còn cách nào, chỉ đành nỗ lực hết sức trong công việc. Chưa một giây nào, Thái từ bỏ việc cưa lại Dương. Anh vẫn không quên những gì cô đã nói. Một đời là quá dài, cô không muốn tạm bợ. Thái sẽ cố gắng, nhất định phải cố gắng. Bên ngoài, có tiếng bước chân dừng lại nơi cánh cửa, kèm giọng nói mà Thái đang nghĩ đến. Tôi vào thăm con một lúc được không? Thái bất ngờ xen lẫn vui mừng. Dương, em vào đi, vào đi. Dương đặt quýt vào cạnh Na, cởi bớt quần áo cho con. Thái lắp bắp. Anh cứ tưởng. Tưởng gì? À không có gì. Quýt sang bố bế nào. Nay quýt hình như tăng cân hả em? Bế thấy nặng tay hơn lần trước. Ừ, quýt tăng 2 cân rồi. Dạo này ngoan lắm, không hay ốm vặt nữa, ăn ngủ theo giờ giấc. Còn Na, Na có nhớ mẹ không? Hai người lớn bế hai đứa nhỏ cưng nựng. Quýt nay tăng cân nhìn bụ bẫm hơn Na. Hai má của nó phúng phính, mặc chiếc đầm màu đỏ rất hợp với nước da trắng ngần, lại thoang thoảng mùi thơm nước xả vải. Còn Na thiệt thòi hơn Quýt, nhưng Dương cũng bấm bụng chịu đựng. Cô cũng đau lòng lắm chứ. Con cô rất ruột đẻ ra, mà làm sao cô không đau, không xót cơ chứ. Cô ôm con vào lòng, hôn hít khắp nơi, rồi quay sang nói với Thái. Khi nào anh về quê? Mai anh về, còn em? Bố mẹ anh đã biết chuyện chúng ta chưa? Anh chưa nói. Anh có thể nào để hai đứa ăn Tết với tôi được không? Mẹ anh không thích con gái, tôi sợ. Em định ăn Tết ở đâu? Tôi sẽ về với bố. Anh để tôi hai đứa về quê ra mắt ông ngoại nhé. Từ trước giờ ông chưa thấy cháu. Cũng được. Nhưng để anh đưa hai mẹ con em về, một mình em chăm hai con sao được? Thôi không cần phiền anh đâu, mẹ con tôi tự đi được. Thái nhích lại gần Dương, giọng trầm ấm như xưa. Đừng nói xa lạ như vậy mà em. Cũng đã lâu rồi anh không thăm bố, nhân dịp này thăm hỏi sức khỏe bố luôn. Anh biết bố tôi không thích anh mà. Với lại chúng ta đã ly hôn rồi, anh không cần ngại đâu, cứ lo cho anh đi. Bây giờ xã hội tốt xấu không phân biệt được đâu. Cứ để anh đưa mẹ con em về. Em về nhà an toàn anh sẽ đi ngay. Bây giờ bắt cóc nhân nhàn ra, thủ đoạn cũng tinh vi lắm. Dương nghe cũng sợ. Lúc sáng cô vừa đọc được vụ đánh thuốc mê trên xe khách. Vì lo cho sự an toàn của hai đứa nhỏ, nên Dương gật đầu đồng ý hẹn ngày mai cùng nhau xuất phát. Định bụng thăm Nam một chút rồi về. Nhưng tự dưng tối hôm đó, Dương thấy Na hắt xì, liên tục chảy mũi và bắt đầu nóng lên. Cô vội vã kêu Thái đi mua nhiệt kế về kiểm tra. Đúng là con bé bị sốt nhẹ, lại húng hắng ho nữa. Dương lo quá hỏi. Dạo này con bé có sốt không? Anh có thuốc hạ sốt ở nhà không? Có, anh có mấy gói hạ sốt. Anh đi đun bình nước đi, để tôi lau người cho con. Với cả lấy vài cái khăn. Ừ, anh làm ngay. Dương bế con. Bé nó thấy khó chịu, bắt đầu quấy khóc. Dương giao quýt cho Thái, rồi dùng khăn ấm lau người cho Na. Dỗ dành một lúc lâu, con bé mới ngủ trong vòng tay của Dương. Thái nhìn đồng hồ cũng đã khuya nên đề nghị. Khuya lắm rồi, đêm nay em ở lại đây nhé. Cũng không thể về, trong tình trạng con ốm nên Dương ở lại. Cô bế Na, còn Thái cho quýt ngủ. Hai đứa nhỏ ngủ rồi, còn hai người lớn ngủ nhìn nhau, không có chút ngượng ngùng. Em đói không? Anh đi mua gì cho em ăn nhé. Thôi, tôi nấu bát mì ăn được rồi, anh ngủ trước đi. Anh ăn với em, anh cũng đang đói. Dương định đi nấu, nhưng Thái ngăn lại. Em ngủ nghỉ đi, nãy giờ bế con mệt rồi, anh nấu nhanh lắm. Vâng. Chỉ bát mì với cái trứng chiên ốp la, nhưng Thái thấy ấm áp đến lạ thường, lại còn thấy ngon nữa. Đêm đó, Dương ngủ với con trên giường, Thái ngủ dưới đất. Trời đã rất khuya, nhưng Thái không ngủ được. Nhìn lên thấy Dương vẫn còn thức nên anh hỏi. Dạo này em làm gì? Công việc có vất vả không? Em làm linh tinh thôi, cũng không vất vả lắm. Còn anh? Anh vẫn làm ở công ty cũ, mọi việc vẫn bình thường. Nhưng từ khi em đi, anh nhận ra một số điều mà đáng ra trước đây anh nên nhận ra sớm hơn. Nếu được vậy thì có lẽ anh đã không mất em. Cả hai im lặng, bốn bể lặng im, đến chỉ còn tiếng thở ra nặng nề. Trong thâm tâm cả hai đều vô cùng rối rắm. Đêm đó rất dài. Sáng hôm sau,
Na không những không hạ sốt mà còn sốt cao hơn, càng quấy khóc hơn đêm qua, tay chân nổi chấm chấm đỏ lên. Dương nói: "Không được rồi, con bé sốt cao quá, chắc phải đưa đi viện thôi. Anh gấp vài bộ quần áo với tã sữa đi." Cả nhà bốn người bồng bế nhau đưa vào phòng khám gần đó. Bác sĩ thăm khám nói Na bị tay chân miệng, phải ở lại theo dõi thêm. Con bé nhõng nhẽo vì không ăn được, sữa uống cũng ít, khóc lóc đòi mẹ bế suốt. Thái thì bế quyết, phải đến chiều bác sĩ mới cho về, hẹn ngày mai tái khám. Vậy là kế hoạch về quê của Dương không thực hiện được. Con ốm đau thế này, phải ở lại theo dõi. Vốn định ra một chút rồi về, nên Dương không có đem quần áo. Nhân lúc hai đứa ngủ, cô chạy về phòng trọ của mình lấy quần áo cho cô và quyết, cũng như sữa tã thêm cho con, rồi lại quanh quẩn suốt ngày trong căn phòng cũ. Hai ngày như vậy trôi qua, Na cũng chỉ uống được chút sữa, chứ không ăn được cơm cháo gì cả. Hai đứa nhỏ chơi với nhau cười rộn rã căn phòng. Thấy đã 28 Tết mà Thái vẫn chưa về, nên bà Liên nôn nóng gọi cho con trai. Dương thấy vậy thì nói: "Anh về quê thì về đi, kẻo mẹ anh trông." Thái lắc đầu: "Con đang đau ốm, sao anh để em một mình được? Năm nay không về thì năm khác về, thiếu gì cơ hội. Với lại anh muốn về thì cả nhà mình cùng về." Dương cười một cái, đôi mắt đượm buồn: "Mẹ anh không thích tôi từ trước đến giờ, anh cũng biết mà. Và lại chúng ta có là gì nữa đâu." Câu nói của Dương làm Thái nhói lên. Thái đến ôm lấy Dương, giọng trầm xuống mấy nấc: "Anh xin lỗi." "Giờ xin lỗi cũng không còn tác dụng nữa, coi như đã trả hết duyên hết nợ cho nhau rồi." "Dương, cho anh một cơ hội sửa chữa những sai lầm của mình đi em. Em cho anh một năm thôi. Anh sẽ cho em và các con cuộc sống tốt hơn. Một năm thôi em. Đến lúc đó đi rồi nói." "Anh sợ, sợ rằng người ta sẽ cướp mất em. Em có thể hứa với anh trong vòng một năm tới, em sẽ không quen ai, được không em?" "Tôi chẳng hứa hẹn gì cả, anh bỏ tôi ra để tôi ngủ, bỏ ra đi." Thái liều mình xoay người Dương lại, hôn lên cánh môi đó một cách cuồng nhiệt. Dù Dương có chống đối, hai tay Thái ghì chặt vào người Dương, không để cô phụt mất, rồi dùng sức đè Dương xuống giường. Sau đó thân người cao lớn của anh đặt lên Dương. Dương phản kháng giống như cá vờn mặt nước, vì cơ bản cô không đủ sức chống lại Thái. Nhưng mà hình như một lúc sau đó cô cũng vô thức ôm lấy Thái. Đêm đó hai người hòa quyện vào nhau sau những ngày xa cách. Na bị tay chân miệng nên chị Thanh sang thăm, cũng khuyên ở lại theo dõi vì đi đường xa mệt mỏi. Rồi chia cách hai đứa nhỏ cũng tội, cho nên năm này Dương Thái ăn Tết tại đây. Nhân lúc Dương không để ý, chị Thanh huých vào vai của Thái: "Thời cơ đến rồi, còn nắm bắt được không là do mày đấy." "Em biết rồi, chị đừng nói với bố mẹ chuyện bọn em ly hôn nha." "Tao biết rồi, cố lên, mày làm được mà." "Vâng, anh chị ra đường cẩn thận." Thái chạy ra chợ mua thực phẩm về trữ mấy hôm Tết, còn mua cả mấy nhánh đào về trưng cho có không khí. Dương thì không nói gì cả, cô tập trung lo cho hai đứa nhỏ mà thôi. Sáng 29, Quang đến tìm. Lúc này Dương đang tắm, Thái hỏi: "Anh đến đây làm gì?" "Tôi đến tìm Dương, cô ấy không có ở đây." Quang liếc đôi dép của Dương, Thái nói: "Cô ấy mang đôi khác, anh về đi." "Quyết còn ở đây thì cô ấy ở đây, tôi đứng đợi cô ấy." "Ở cái anh này, muốn đợi thì ra quán mà đợi, tôi bảo rồi, cô ấy không có ở đây." Dứt lời, Thái đóng cửa lại trước sự ngỡ ngàng của Quang. Đã vậy còn mở nhạc ca múa cho Na Quyết nghe. Dương tắm xong ngạc nhiên hỏi: "Ơ, sao lại đóng cửa?" "À, ba chủ nhà phun thuốc xịt mũi cuối năm nên bảo mình đóng cửa lại để không bay hơi vào." "Em đừng mở cửa nhé, kẻo các con hít vào không tốt đâu." Dương tưởng thật nên ngồi xuống chải tóc. Thái lại nói: "Dương này, tay anh đột nhiên đau quá, em giặt hộ anh bộ quần áo kia nhé." Thái làm ra gương mặt nhăn nhó. Dương cũng không nghi ngờ gì, đồng ý đi vào mở nước giặt sũ. Qua bên ngoài gọi mấy tiếng không ai trả lời. Thêm Thái xanh mãnh gọi cho bác chủ nhà nói có người cứ rình mò khu nhà, nên bác chủ nhà vội vàng ra đuổi Quang đi. Trong này Thái cũng đã nhanh tay lấy điện thoại Dương mà chặn Quang. Xong rồi mới thở vào một cái. May mà Dương không phát hiện ra. Thôi vì tình yêu đành tiểu nhân một chút vậy. Chớp mắt một cái mà đã 30 Tết.
hôm nay những dòng xe đi chơi đón giao thừa tấp nập. Thái quay sang Dương nói: đêm nay nhà mình cũng đi đón giao thừa nhé em, cho Na và Quyết đi xem bắn pháo hoa. Muộn lắm, hai đứa nó không thức được đâu. Năm nay 9 giờ đã bắn rồi em ạ. Mình cho con xem xong rồi về. Tết mà, em đi thay quần áo trang điểm đi, anh thay đồ cho con. Thái nải nỉ quá nên Dương cũng đồng ý. Họ đèo nhau trên chiếc xe máy, chậm chậm đi dưới lòng đường đông đúc, rồi tìm một chỗ xem pháo hoa. Đúng 9 giờ, trên trời có tiếng vang lên. Pháo hoa đủ màu sắc nở đầy trời rất đẹp. Người người lấy di động ra quay. Còn Thái nghiêng người sang hôn lên má Dương rồi nghẹn miệng cười. Chưa bao giờ Thái thấy pháo hoa lại đẹp như thế. Trải qua mấy ngày Tết bên nhau, Dương cũng dần bớt giữ khoảng cách với Thái. Anh vui lắm, liên tục pha trò cho ba mẹ con vui. Đây cũng là năm đầu tiên Thái không uống rượu. Ngày Tết, cả nhà quây quần bên mâm cơm nóng hổi. Có lần Quan đến rủ Dương đi đâu đó, nhưng Dương từ chối vì muốn dành thời gian cho các con. Bẵng đi một cái đã là mùng năm Tết, Dương vừa cho hai đứa con ăn vừa nói với Thái: ngày mai tôi đi làm lại nên chiều nay tôi với Quyết về. Na cũng đã khỏe nhiều, nhưng tôi sẽ sang thăm thường xuyên. Có phiền anh không? Không, không phiền chút nào cả. Em muốn sang lúc nào cũng được. Bố con anh luôn đợi em về. Nơi này vẫn mãi là nhà của em. Dương lảng tránh câu nói đó bằng cách quay sang cho con ăn tiếp. Cô vẫn muốn thử thách Thái thêm một khoảng thời gian nữa. Chục thời gian xoay không hồi kết, Thái bây giờ đã khác hẳn năm xưa. Biết từ chối những cuộc vui vô bổ, chăm chỉ làm việc suốt cả năm. Hôm nay Thái còn được xếp cân nhắc lên làm trưởng nhóm làm việc, lương cũng lên thêm gần 3 triệu. Chưa kể hôm nào Thái cũng làm thêm bên mảng phiên dịch, đánh hợp đồng tiếng Nhật cho các công ty khác, kiêm thêm môi giới đất đai. Sự cố gắng kiên trì đó cuối cùng cũng đã có hồi đáp bằng việc anh liên tục môi giới thành công hàng chục mảnh đất có giá trị. Thái đứng ra vay ngân hàng số tiền kha khá, cộng với số tiền tích góp bấy lâu nay mua nhà trong ngõ, Thái mừng đến mất ăn mất ngủ. Ngày đi làm sổ đỏ, Thái gọi cho Dương lừa nói mình bị ngã xe. Dương không nghi ngờ chạy đến địa chỉ Thái nói thì thấy anh không sao. Dương cáu: anh bị hâm à, tự Dương gọi tôi ra đây. Thái cười nắm tay Dương tiến vào ngôi nhà. Dương ngơ ngác: anh đưa tôi vào nhà ai đây? Thái bảo: vào rồi em biết. Hôm nay anh làm sao thế? Thái cứ cười không nói gì cả, dẫn Dương đi xung quanh căn nhà rồi hỏi: em có thích không? Thích gì? Nhà này nè, có hợp với em không? Nhà người ta, tôi thích làm gì? Anh hôm nay như thằng dở ấy, rốt cuộc là làm sao? Lúc này Thái mới lấy ra quyển sổ đỏ đưa cho Dương. Cái gì đây? Em xem đi rồi biết. Dương há hốc khi thấy tên mình trong sổ đỏ. Cô nhìn Thái rồi lại nhìn căn nhà, lắp bắp hỏi: nhà này của anh? Thái lắc đầu, cầm lấy hai tay của Dương, ánh mắt anh trìu mến: không phải, đây là nhà của chúng ta. Thái bất ngờ lấy trong túi ra chiếc nhẫn lấp lánh, quỳ xuống chân Dương. Dương, từ khi em đi, anh đã biết cảm giác mất đi thứ quan trọng nhất đau như thế nào. Anh đã rất đau, rất sợ. Anh đã khóc khi đêm về vì nhớ em. Anh nhận ra cuộc sống này không có em trở nên vô nghĩa biết bao. Dương, đũa phải có hai chiếc, giày dép phải một đôi, nhưng anh thì phải có em. Chúng ta làm lại từ đầu nhé, vợ của anh. Khuôn mặt Thái vô cùng nghiêm túc, đôi mắt chứa bao hy vọng và chờ đợi. Còn Dương, cô xúc động lắm. Thời gian qua Thái làm những gì cô biết hết. Anh cố gắng ra sao, vất vả như nào, Dương biết rất rõ. Cô dặn lòng phải cứng rắn để Thái trưởng thành hơn. Và hôm nay, có phải cô nên tha thứ cho Thái không? Đâu đó, những bước chân chuyển đến, tiếng vỗ tay cùng giọng cười của Na bỗng vang lên. Đồng ý, đồng ý đi, đồng ý đi Dương ơi. Ờ, chị Thanh, anh Trung. Hai người dắt tay Na và Quyết đi ra. Hai đứa còn ôm bó hoa to ụ chạy đến đưa cho Dương. Đồng Thanh gọi: bố ơi, mẹ ơi, bố mẹ ơi. Chẳng biết ai dạy mà Na nói bằng giọng chưa rõ của mình: mẹ Dương lấy bố Thái đi ạ. Quyết cũng nói theo: lấy bố Thái, lấy bố Thái. Lúc này Dương cũng không còn lý do để từ chối. Cô đưa tay ra để Thái đeo nhẫn vào. Thái giống như các nam chính ngôn tình hôn lên tay Dương. Anh vừa ngắm vừa nói: anh sẽ không để bàn tay này vất vả nữa, anh thề. Anh Trung, chị Thanh,
hỗ trợ thêm để Thái và Dương sắm thêm nội thất. Mọi tiện nghi coi như đầy đủ hết. Ngày mừng tân gia, ông Sáng và bà Liên lên ăn mừng. Dương cũng hơi lo lo, nhưng vừa gặp nhau, bà Liên đã đi đến chỗ Dương, cầm lấy tay cô ân cần nói: "Mẹ xin lỗi vì lúc trước đối xử không tốt với con. Mẹ xin lỗi con nhiều lắm." Dương ngạc nhiên, chưa biết nói sao thì bà Liên nói tiếp: "Một năm qua, mẹ đã suy nghĩ rất nhiều, là do mẹ cố chấp. Mẹ áp đặt bọn con mà chưa một lần đứng ở vị trí của các con mà suy nghĩ. Mẹ không ngờ con không trách mẹ, còn gửi thuốc thang cho mẹ bồi bổ. Lễ lộc nào cũng gửi quà cho bố mẹ, con bỏ qua cho mẹ nhé Dương." Thuốc bổ, quà cáp. Bà Liên đang nói gì sao Dương không hiểu gì cả? Cô có gửi cái gì đâu chứ? Thái chen miệng nói: "Thôi được rồi, vợ con không để bụng đâu. Nhưng mà mẹ phải hứa từ đây không được làm khó vợ con nữa đó." "Tôi biết rồi, anh yên tâm. Nào, hai công chúa của bà đâu? Lại bà bé nào?" Sau những đau khổ, vất vả, thử thách, trong căn nhà tràn ngập tiếng cười và khuôn mặt hạnh phúc, Thái kéo Dương vào lòng mình, hôn lên má cô bằng tất cả sự yêu thương và trân trọng. Lúc này, Dương mới nói sự thật cho Thái nghe. Thật ra, cô ra đi là được anh Trung và chị Thanh giúp đỡ. Chỗ ăn, chỗ ở, mọi chuyện đều do chị Thanh sắp xếp để thay đổi Thái. Cả ngôi trường Na Học, Dương cũng làm trong đó. Cho nên hàng ngày, cô đều nhìn thấy con mình. Chỉ có đêm về là giao cho Thái mà thôi. Và căn bệnh ung thư cũng là chị Thanh nhờ bạn thân anh Chu hủ Thái, cho lòi mặt những tên bạn xấu, giúp Thái sáng mắt ra. Còn về phía Quang, dù cũng rất chân thành, nhưng nhìn Dương vui vẻ hạnh phúc, anh cũng chúc phúc cho cô. Quang nói: "Chỉ cần em thấy hạnh phúc là anh đã vui rồi." Mưa nào cũng tạnh, và rồi cầu vồng xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Thái không còn giao du bạn bè nữa, anh tích cực đi làm. Về nhà lại xắn tay áo lên làm việc nhà. Hôm nào Dương về muộn, trên bàn cũng đã có sẵn cơm canh thơm ngon, con cái tắm rửa sạch sẽ hết. Thái giữ đúng lời hứa yêu thương Dương, cùng cô nắm tay đi những bước chân còn lại của cuộc đời. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe câu chuyện. Tạm biệt và hẹn gặp lại.